Mình xin chào tất cả anh em mừng thủ ha. Chào mừng tất cả chú các bác đang xem kênh Bộ Ngon mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên tiếp cho anh em là hai con máy nha anh em. Và máy ngày hôm nay về nó đều là của hãng Shimano hết ha. Đó là con Saragossa và con Jadis nha anh em. Hai con ngày hôm nay thì nó đều cùng cái size là size 8000 và cùng vòng tua HG ha. Hai con này nếu mà so sánh ở trong cái phân khúc của Shimano thì nó nằm ở phân khúc gọi là tầm trung nha anh em. Nhưng mà cũng có thể gọi là cao cấp ha, tại vì mức giá của nó từ 5 triệu đổ lên. Thì dĩ nhiên với mức giá là từ 5 triệu đổ lên thì anh em có thể câu đa dạng theo loại nè, đa dạng cái địa hình ha. Nhưng mà đặc biệt là hai con này thích hợp nhất là mình câu ở môi trường biển nha anh em, dòng ít đúp kháng mặn là dòng chuyên biển ha. Thích hợp cho những anh em vùng biển câu, thứ nhất là câu du lịch giải trí nè, thứ hai là mình câu mà mình thường hay gọi đó là câu cơm gạo của kinh tế đó. Những anh em vùng biển mà đi câu ở những cái ngư trường lớn đó nè, đánh bắt những cái gọi là size lớn có giá trị kinh tế cao đó để mưu sinh kiếm sống rồi kia, thì hai con này rất là phù hợp nha anh em. Còn những anh em nào mà câu hồ dịch vụ ha, thì hai con này mình có thể mình câu câu cá tra nha anh em, đánh giải chuyên nghiệp ha. Mình thấy ở những cái giải lớn thì cỡ 10 cây đi, cỡ 10 cây cần thì mình thấy hết tầm 5-6 cây là sử dụng hai cái dòng này nha anh em. Cũng thể gọi là hai sản phẩm bán chạy của hãng Shimano ha. Còn nếu mà nói về câu sông thì hai con máy này nếu mà anh em nào mà sử dụng để mà đi câu sông á thì phải gọi là siêu cấp VIP Pro nha anh em. Phải gọi là cậu cả trong giao phả ha. Có điều kiện kinh tế thì anh em sử dụng hai con máy này anh em đi câu sông. Rồi, trước khi phần giới thiệu kỹ về từng con máy cho mình xin nhắc lại ha, những anh em nào mà xem kênh mình có nhu cầu mua cần là máy câu cũ thanh lý thì đầu tiên em bấm cho mình cái nút đăng ký với chuông thông báo nha anh em, để khi nó về cần là máy mới anh em có thể xem lựa chọn được sớm nhất ha. Còn những anh em nào mà nghỉ chơi có nhu cầu thanh lý hoặc lên đời những sản phẩm bên mình thì anh em liên hệ mình qua số điện thoại này ha, 0909419819, anh em gọi trực tiếp hoặc liên hệ mình qua Zalo nha anh em. Và có một điều lưu ý là mình sẽ chỉ nhận thu những sản phẩm gọi là còn sử dụng tốt nha anh em. Những sản phẩm mà lỗi thì là mình sẽ không có thu ha. Mình nói trước để anh em tránh mất lòng nha anh em. Mình biết coi cần coi máy ha. Anh em dĩ nhiên là những sản phẩm của anh em sử dụng thì anh em biết rất rõ rồi, chứ đừng có gọi là giao tới rồi này kia rồi lúc đó buồn chui các kiểu, là mình hạn chế cái vấn đề đó bằng bên nha anh em. Thì dĩ nhiên là những con máy gọi là 98-99% nè, những máy lướt đồ này kia ha, thì mình sẽ ưu tiên mình hỗ trợ trước nha anh em. Rồi, anh em mình thống nhất vậy ha. Rồi bây giờ mình mời anh em vào phần giới thiệu kỹ về từng con máy ha. Đầu tiên mình lên cho em con Saragossa nha anh em. Size 8000 HG, HG là cái vòng tua gọi là trung bình ha. Tua BG là tua thấp, còn vòng tua XG là vòng tua cao. Tua HG là tua gọi là phổ biến nha anh em sử dụng phổ biến nhất ha. Rồi giống như thường lệ, đầu tiên thì mình sẽ quay về phần ngoại hình cho anh em xem, phần rotor nè. Còn khá đẹp ha. Soi kỹ thôi mình thấy những cái chấm nhỏ li ti thôi. Kỹ mới thấy nha nè. Mình nhìn tổng quan con này còn khá là mới ha. Đây, máy này cũng máy đánh ít thôi. Để mình soi kỹ cho anh em coi có những cái vết chày nào không ha. Còn tay thỏ bên hông nè. Xước nha anh em. Con máy này mình về nó không có hộp sách rồi kia ha, không hộp sách, không có túi luôn. Cho nên là những cái điểm chày này khó tránh khỏi nha nè. Đây ha. Đây. Xước xước lông mèo thôi nè. Sao kỹ mới thấy. À đây, ở trong cái kẹt này mình thấy nó có chày nha anh em. Cái này là do ẩu nè ha. Câu xong rồi cái mani làm biến cắt ra ha, để quấn vô cái spool luôn, nó bị chày nha anh em. Nói chung tùy tính của mọi người ha. Tính mình thì thích giữ con máy gọi là nó đẹp nha anh em, mình sử dụng lâu đi chăng nữa mình cũng không có cảm thấy chán ha. Mình câu nếu không có cá mình cũng thấy vui. Nói chung tùy điều kiện mỗi người thôi. Khi người ta chơi giống như vậy, ta lướt ta mua lên máy khác ha, lên những dòng cao hơn. Nói chung cái môn võ công thường thường nhất cũng là môn võ công kiếm tiền thần công nha anh em. Mình cứ kiếm được nhiều tiền là mình muốn chơi gì mình chơi ha, không cần phải suy nghĩ nhiều. Rồi, phần mô pin nè. Chấm chấm nhỏ li ti thôi. Con này thì mình nghĩ đến cũng ít thôi nha nè. Xước nè. Chân máy nè ha. Đây, xước nè. Đó, nói chung con máy mà không có túi rồi này kia thì vậy còn khá đẹp nha em. Rồi, không đáng kể ha. Ngoại hình bên ngoài thì có thể đánh giá là tầm 95% nha anh em. Anh mở bên trong cho anh em xem.
Nhắc lại thông số ha, con này đang chơi vòng tua là 5.6 ha, một vòng quay nó vô được 107 cm cước. Bát rắc con này thì được 16 kg nha anh em. Cân nặng của nó là 675 g. Lát sau mình sẽ so sánh về cái thông số để và những cái điểm gọi là khác biệt nha anh em. Lúc trước mình cũng có làm cái clip so sánh hai con rồi, lâu lâu mình làm lại cho anh em những anh em tìm hiểu nhiều hơn ha. Thông số và mặt đạn của nó là 501 nha anh em. Thông số dây dây 0.37 vô được 275 m ha. Dây BE4 thì vô được 300 m. Thích hợp anh em câu dít nước sâu ha. Đây. Dĩ nhiên ốc tán là nguyên zin nha anh em, chưa buông mở tháo lắp ha. Đó. Không có cốt trợ lực nha anh em. Lát hồi mình sẽ bàn về cái vụ mà cốt trợ lực này nữa ha. Vụ này mình nói rất là nhiều rồi. Có một anh em gọi là gửi qua cho mình thấy một cái vấn đề cũng đang hot trên mạng đó, là anh em bàn đang bắt đầu bàn nhiều về vấn đề đó ha. Những cái nhận định sai về những cái sản phẩm đồ câu trên thị trường đó nè. Lát thôi mình sẽ bàn cái đó cũng khá là hay ha. Phần cuối anh em muốn thích coi thì coi. Đây. Tổng quan con này mình đánh giá nó tầm 5-6% nha nè. Thế mình quay phần hoạt động cho anh em xem ha. Tiếng rắc nè. Đây, cầm cái tay quay lên thì mình thấy có đồ chơi sẵn ha, núm của Microsoft nha nè. Đẹp và nhẹ ha. Nó hợp với tông màu của máy luôn ha. Coi núm có chày không. Chấm li ti thôi, không đáng kể. Tay quay lên vặn nha em, này nhắc lại thôi cho những anh em mới xem kênh. Tay quay lên vặn thì mình có thể đổi tay trái phải được ha. Mình vặn cái nút này qua, mình đổi qua đây. Con này nó cũng không có cái khóa một chiều nha em. Phân khúc cao cấp thì nó không có những cái khóa một chiều nè. Rồi những cái cốt trợ lực đằng kia nè ha. Hình bàn về vấn đề đó cũng vui lắm anh em. Em nói lâu rồi. Riết rồi, giống như là mình nói nó cũng có phần nào ảnh hưởng rồi đó nè. Mình mong là những cái kinh nghiệm hiểu biết nhỏ nhoi của mình nó có nó hỗ trợ cho những em được phần nào ha. Mình cũng không nói là mình có kinh nghiệm nhiều nha nè. Mình cũng chỉ là cái thằng của bóc đi câu giống như anh em thôi. Nhưng mà mình sẽ chỉ dám nhận là mình chấp nhận là cái người mà đi tìm hiểu nhiều nha anh em. Lúc nào mình cũng thích tìm hiểu đi. Đó, mình chỉ dám nhận vậy thôi. Chứ còn mà mình nói có kinh nghiệm nhiều thì cũng chưa có dám đâu. Tại mình trên mình thì cũng có những người thợ gọi là dữ dằn hơn nha anh em. Về những cái vấn đề bên trong máy rồi kia, can thiệp này kia thì mình chưa phải là thợ để mà sửa đâu. Rồi, để mình quay quay cho anh em coi hoạt động ha. Đó. Con này đánh cũng ít thôi anh em. Hoạt động nó mình đánh giá nó tầm 95-96% ha. Giá mới trên thị trường của nó là 4.9 triệu nha anh em. 4.9-5 triệu ha. Con này mình thanh lý cho anh em giá là 3.7 triệu thôi nha anh em. Nó không có hộp sách nè. Mà nó có núm độ sẵn ha. Đó, 3.7 triệu. Những điểm dày xước này kia là không đáng kể ha. Thích hợp là mình câu cơm gạo nha anh em. Quá thích hợp luôn ha. Những anh em vùng biển đang đánh những con máy tầm giá từ 2 triệu, 2 triệu mấy đó. Tầm giá 3 triệu đi, con Spheros đó, đổi lên con này đi. Chơi vẫn không ngon, bánh rắc tới 16 kg ha. Rồi, 3 triệu 7. Theo mình lên cho anh em con chó đít nha nè. Rồi, đầu tiên mình quay phần ngoại hình cho anh em xem ha. Con này thì mình đánh giá nó mới hơn con kia nha anh em. Con này nữa nó có hộp sách ha, để mình coi trong hộp nó có cái gì. Có sách nè. Cái này là gì đây? À, cái siêu. Không còn cái ron đâu. Rồi, không có ron nha anh em. Hộp sách thôi. Hộp còn khá là mới ha. Cái này con mới về nha em, con đợt trước để mình nói rõ cho anh em, nhiều khi nó tưởng là mình lấy cái con máy của nó mình bán ha. Con đợt trước nó mua góp mình anh em, nó góp được 2 lần rồi, nó góp được 1 triệu rồi ha. Nó nói chừng nào góp đủ lấy luôn á.
Đây, ngoại hình ha. Cái phần rotor nè. Nó không có chạy nha nè. Đây, những cái điểm xước nhẹ nhẹ thôi, chấm nhỏ li ti thôi. Lên lên nè, sáng bóng ha. Hai bên rotor đẹp hết. Cái thỏ cũng không có chạy luôn. Rồi. Con này khá đẹp. Đây ha. Không có chạy luôn nha anh em. Chân máy nè. Coi những cái góc. À đây, cái góc này có chống nước sơn nha nè. Chung khó tránh khỏi ha. Chấm nhỏ li ti. Rồi. Tổng quan con này cũng đẹp trai con bà hai nha anh em. Để mở bên trong cho anh em xem. Đánh giá ngoại hình bên ngoài thì con này ở khoảng tầm 7-98% nha anh em. Này mình đánh giá trên góc độ khách quan của mình ha. Mình quay cũng rất là kỹ nha. Và tất cả những gì mình quay trên video mình cam kết với anh em hoàn toàn đúng 100% ha. Khi mình gửi tới cho anh em kiểm tra hàng, nếu có bất cứ gì sai sót thì mình sẽ hoàn tiền cho anh em 100%, kể cả tiền cọc của ship nha anh em. Và mình có một điểm lưu ý là anh em bắt buộc anh em phải kiểm tra hàng ha. Cũng có nhiều anh em mấy đợt trước mấy anh em nói tin tưởng rồi này kia, tin tưởng rồi không có cần kiểm tra hàng, như là vậy là sai ha. Mình càng tin tưởng là mình càng phải kiểm tra hàng nha anh em. Anh em đợi mình xíu ha, mình nghe điện thoại cái. Rồi mình quay trở lại ha. Em nói tới phần nào rồi. À mình nói về cái vấn đề mà kiểm tra hàng nha anh em. Là anh em cho càng tin tưởng thì anh em càng phải kiểm tra giùm mình nha anh em. Tại vì nó lúc trước đó, nó đã có rất nhiều cái trường hợp gọi là phản ánh ha. Tại vì nó qua một cái khâu trung gian thứ ba nha anh em. Khi mà gửi ví dụ như mà trên đường nó có bị cấn móp hay là nó gãy hay là sau đó nó không đúng trên video ha, thì mình sẽ báo liền nha anh em để mà mình liên hệ, mình khiếu nại với lại bên vận chuyển nha anh em. Còn mà anh em nhận đại nhận bừa rồi này kia thì cái lúc mà xảy ra vấn đề thì mình không có khiếu nại được nha anh em. Đó, cái này là mình nhắc lại cho những anh em mới ha. Anh em càng tin tưởng là anh em phải càng kiểm tra hàng giùm mình nha anh em. Tại vì những cái hàng mình gói cho anh em là mình đã chụp hình kỹ rồi. Mình chụp hình rồi mình mua bảo hiểm cho cái máy hoặc là cái cần rồi. Khi mà có xảy ra sự cố đó là họ sẽ hoàn tiền, họ đền bù cho mình nha anh em. Cũng không có loại trừ khả năng gọi là bị đánh dấu hàng rồi này kia ha. Lúc trước thì có nhiều nhưng mà bây giờ hình như là bên giao hàng người ta xử lý triệt để về những cái vấn đề đó nha nè. Nhưng mà mình cũng không có chủ quan được ha. Nó có nhiều cái chuyện sâu xa liên quan tới vấn đề mà nhận hàng rồi này kia nha nè. Cho nên là mình nên khuyên anh em nên kỹ ha. Càng tin tưởng anh em càng phải kiểm tra giùm mình nha anh em. Để có sự cố rồi này kia mình xử lý nó dễ ha. Nói về vấn đề nhận hàng rồi này kia đó, mấy bữa nay anh em có theo dõi cái vấn đề mà hot không, cái vụ mà xử lý 50 mấy người ở trong cái vụ mà chuyến bay giải cứu này kia, hối lộ này kia đó. Qua này có cái ông đó, ông nói chuyện mắc cười anh em ha. Nhận hối lộ này kia, ông nói là thôi thì vô tình nhận hối lộ thì coi như đen đuổi không may đi ha, rồi chấp nhận hoàn trả lại gì gọi là nộp công quỹ nhà nước rồi này kia đó. Thì nói chuyện mắc cười vậy ha anh em ha. Vô tình coi như đen đuổi không may, lúc đó là khó nói lắm nha anh em. Mình nhận mình không biết cái gì trong đó ha, biết đâu là nó có những cái hàng cấm trong đó thì sao anh em. Này là mình nói sâu xa đó ha, nó cũng không có tệ tới mức đó đâu, nhưng mà mình kiểm đi cho chắc nha nè. Sâu xa nói cho vui đi. Đây là phần cái tay quay nè. Đây, nó có nhiều điểm xước nha nè. Chỗ này thì mình thấy nó có dấu ha. Có thể là con này nó đã lên núm độ rồi nha nè. Và tháo cái núm ra ha, gắn cái núm zin. Núm này cũng rất là ngon nha nè, núm carbon rồi ha. Còn máy rồi này kia là mình cam kết với anh em là hoàn toàn nguyên zin ha, chưa buông mở tháo lắp nha anh em. Có một số anh em hay hay nói là tại sao kênh mình là tới ngày mà bán những con máy gọi là 98 99% rồi máy nguyên zin rồi này kia không biết có thật hay không ha.
thì mình xin thưa với anh em luôn, tại do mà mình chỉ bán những con máy vậy ha, tại mình chỉ thu những con máy vậy thôi, còn máy lỗi rồi này kia mình không thu mà nè, đó đơn giản vậy thôi, chứ không phải là mình thuộc dạng là mua đại bán bừa rồi kia. Dĩ nhiên á, là máy như thế nào mình nói như thế đó và mình sẽ có mức giá đúng hợp lý ha, nhưng mà lúc này mình không có thu những con máy lỗi nữa nè, mất công lắm. Mình có bán rẻ chăng nữa nó lỡ nó rơi vào tay những anh em gọi là không có hiểu biết rồi này kia, rồi nói con máy nó không được tốt, dĩ nhiên cái tiền nào của đó rồi, nhưng mà mình vẫn thích bán những con máy gọi là không có lỗi nha nè, nguyên zin cho nó dễ, tiền nào của đó. Rồi mình gắn cho mình qua hoạt động cho anh em xem ha. Quay xong cái hoạt động thì mình sẽ phân tích thêm cái phần hấp dẫn nữa nha nè, đó là cái phân tích sự khác biệt. Là hôm bữa anh em hỏi mình cũng nhiều tại sao cái con này cái giá nó thấp hơn mà cái rắc nó lại cao hơn ha, đó không, mình sẽ giải thích kỹ cho anh em. Nó còn thêm một hai vấn đề gọi là thời sự nữa nè, có nhiều vụ hot bữa nay ha. Con này mình cảm nhận nó hơi khô dầu tí nha nè, nó hơi khô dầu cái mặt giữa ha, mà đánh những em mực bình thường nha anh em. Con này thì cái chất lượng hoạt động của nó mình đánh giá nó cũng tầm 96% nha nè, tầm 96% này nè, thằng quay nè, tiếng rắc ha, mình đã test rồi nha nè, mình là gá lên cần thử ha, mình test nó tải nhẹ rồi, nó không có vấn đề gì hết nha nè, máy nào mình cũng kiểm tra rất kỹ ha, hơi khô dầu tí nhưng mà rất là êm nha. Ừ. Anh em hay gọi ABS nè. Mệt lát hồi mình sẽ bàn về vấn đề đó nha nè, có anh em đã gửi cho mình cái thông tin rất là hay về cái vấn đề đó ha, mình thấy càng ngày giống như là những cái vấn đề mình chia sẻ cái vấn đề ABS với vấn đề mà cốt trợ lực rồi này kia đó là mình cũng chia sẻ rất là lâu rồi ha, mình thấy nó cũng bắt đầu có ảnh hưởng rồi đó, mình thấy nó cũng cũng vui nha nè, mình mong là anh em càng ngày nó có những cái nhận định chính xác hơn về những cái đồ chơi của mình ha, vậy nó mình chơi nó hay hơn nha nè, đừng có bị giống như là lùa gà đồ này kia ha, lát hồi mình sẽ nói về vấn đề đó sau. Rồi con này mình thanh lý cho anh em giá là 4,4 triệu nha nè, 4,4 triệu ha, giá mới của nó tới là 6,3 triệu, 6,5 triệu nha nè, đó 4,4 triệu khá là thơm cho anh em chơi cơm gạo ha. Bây giờ mình bàn về cái thông số nè, con này nè mình chưa báo thông số nè, về cái thông số vòng tua và cái thông số vô dây một vòng quay ha, thì nó sẽ bằng với là con Sara nha anh em, cùng vòng tua là 5,6 và thu dây là 107 cm cước. Rồi tiếp theo về thông số rắc nha, thông số rắc thì cái con chó đít này nó chỉ có 13 kg thôi, còn cái con Saragossa thì nó tới là 10 16 kg ha. Đây rồi mình bắt đầu mình giải thích về cái rắc nha nè, nếu mà nói về cái thông số rắc này nó những cái yếu tố mà quyết định lên cái thông số đó là thứ nhất là những cái lá bố hãm trong đây ha, thứ hai là cái những cái bộ phận chịu lực đồ này kia nè, tại vì khi mà nhà máy họ sản xuất ra cái con máy này cái mẫu đầu tiên đó thì họ sẽ test thử cái độ chịu lực của nó, họ test tới cái mức ký đó ha, giống như là tới cái 13 ký đó thì con máy nó sẽ xảy ra vấn đề gì ha, thì có thể là cái mức mà test khi mà tới 13 kg là khi mà mình đóng chặt mô bin đó nè, đóng chặt 100% mô bin ha, thì mình test tới 13 kg thì cái mô bin nó bắt đầu nó xả ra nha nè, nó vượt cái mức rắc cao nhất của nó là 13 kg ha, thì mô bin nó bắt đầu xả ra, có thể là hơn xíu nữa thì nó sẽ ảnh hưởng tới một số bộ phận chịu lực, nó cũng có thể nó bị gãy nha nè đó, nhưng mà đối với con máy này thì hơn thì nó cũng không có gãy được nha nè, đó là mình phân tích kỹ ha. Đầu tiên mình sẽ nói về những cái yếu tố gọi là chịu lực nha anh em, mình sẽ so sánh hai con máy ha. Thứ nhất là cái chân máy nè, là cái nơi mà chịu lực gắn vô cần á, nó kết hợp với lại cái roller ha, là cái mà chịu lực về cái khung bên ngoài đi đó, là hai cái này là độ chịu lực ha, mình sẽ so sánh hai con. Đây cái chân máy nè bằng nhau nha anh em, nếu mà body thì hai con nó y chang nhau chẳng có gì khác á. Đây mộc mộc nha anh em, cấu tạo rồi chi tiết cắt xẻ trên mô bin rồi này kia ha, giống y chang, chỉ khác nhau cái màu thôi,
À, cái núm ở trên cũng vậy nè ha. Rồi cái phần roller nè, cùng chất liệu luôn ha, cùng chất liệu, cùng cái độ dày, độ cứng luôn. Thân máy cũng vậy, chân máy thì cũng y vậy luôn. Đó, ở đây thì nó giống nhau ha. Rồi, tiếp theo mình sẽ bàn về những cái lá bố bên trong nha nè, cái hệ thống rắc của nó ha. Rồi đây nha nè, mình mở hai cái mobin ra ha. Đầu tiên là mình sẽ so sánh về kích thước của những cái lá bố, lá rắc ở bên bên trong ha. Mình mở cái nắp ra. Mình không có mở trực tiếp cái lá bố carbon ở bên trong nha nè, mình sẽ so sánh về kích thước đi. Còn bên trong thì nó y như nhau rồi. Đây, mình thấy bằng nhau nha nè. Cái lá thép nè ha. Lá thép nó sẽ xen kẽ với lại một cái lá bố carbon ở trong nha nè. Thì hai cái bằng nhau thôi, cái lỗ nó bằng nhau thì nhiên nó bằng nhau ha. Đó là phần bên trên. Rồi xuống phần bên dưới thì mình thấy nó bắt đầu có điểm khác biệt rõ rệt nha nè. Ở bên cái Saragossa ha, thì chúng ta sẽ thấy một cái bộ phận đen như vậy. Còn ở bên chả đích nè thì nó trống trơn ha. Thì cái bộ phận ở chỗ này á, nó sẽ tích hợp hai cái hai bộ phận nha em. Thứ nhất là bộ phận để phát ra âm thanh, gọi là lít rắc cơ đó, phần phát ra âm thanh ha, thì nó sẽ âm vô. Còn cái của chả đích thì nó để hở bên ngoài ha. Lát hồi mình sẽ so sánh về tiếng mobin, thì dĩ nhiên cái chả đích nó sẽ nhỉnh hơn về tiếng mobin nha em, giòn hơn. Và bên trong nó tích hợp thêm một cái bộ phận nữa, đó là nó có thêm một cái lá bố rắc ở dưới đây nha nè. Nó một cái lá bố tròn to hơn cái lá bố ở trên này nữa nha. Bởi vậy cho nên là cái rắc của con này nó sẽ khủng hơn ha. Đó, ở trên thì nó bằng nhau rồi, số lượng lá bố và lá sắt thì nó bằng nhau ha. Dưới đây nó có thêm một lá nữa, nó tương tự như cái hệ thống rắc slammer ở trên những con Ben đó nè. Con Ben slammer á, nó có ở dưới nó có một hai lá nữa ha, nó có hình như có một lá thôi. Đó, đó là lý do tại sao mà cái rắc nó cao hơn nha nè. Rồi, mình so sánh tại sao nó như vậy thôi. Còn về cái nguyên nhân mà họ làm vậy ha, và cái giá tiền của nó trên lệnh vậy, hôm bữa mình có giải thích theo cái gọi là cái nhìn nhận, cái hiểu biết của mình thôi nha anh em. Hồi nãy giờ mình nói cái phần này là cái phần giải thích thêm nha anh em. Còn liên quan tới vấn đề mua bán thì tới đây hết rồi nha. Những anh em nào mà thích xem thì xem nha. Đó là họ làm như vậy để họ tăng cái độ bền, tăng tuổi thọ của cái con máy anh em. Giống như là hôm bữa mình có lấy cái ví dụ thực tế về xe máy đó, những con xe giống như 120, 150 phân khối thì họ sẽ không có làm để mình ra mình chạy được hết 150 phân khối nha anh em. Mình chỉ chạy tới tầm 120-130 km/h là hết rồi nha anh em. Tại vì tới cái vòng tua đó là nó bị hãm, là cái vòng tua đó ha, mình lên tới đó là bắt đầu cái máy nó sẽ đờn rồi ha, nó không có chạy qua hơn được. Còn nếu mình muốn chạy hơn mình vẫn mở tua được ha. Còn con này thì nếu mà đối với máy cầu thì mình không có độ dưới đây được nha anh em. Không có độ được ha. Không có thể độ được nhưng mà cũng hơi nhức đầu. Rồi, giải thích kỹ như vậy ha. Nói chung tùy theo sở thích của mỗi người. Con này nó vẫn có nhiều cái hơn nha nè. Nó đáng đồng tiền hơn, lát hồi mình sẽ phân tích sau. Tùy sở thích mọi người, ví dụ như mình muốn bắt cá nhanh rồi này kia đó thì con này ha. Còn mà mình muốn về độ bền rồi này kia, mình dĩ nhiên mình phải đổi lại là mình bắt cá nó hơi hơi nhão tí, nó xỉa bên này xỉa bên kia hơn tí ha. Nhưng mà nếu mà anh có kỹ thuật mình bắt vẫn bình thường nha nè. Nó được cái độ bền, chơi nó bền lâu hơn, giá nó cao hơn. Còn về độ hoàn thiện nè. Độ hoàn thiện ha. Thì cái nước sơn của Saragossa thì mình đánh giá nhau trong những chi tiết kẹt rồi này kia nè. Cái sơn của nó sẽ dở hơn nha nè. Còn cái sơn của Chadix thì nó đẹp hơn ha. Đó, cái này nó cũng ảnh hưởng tới chi phí nhiều nha nè. Chi phí hoàn thiện đó. Tương tự như cái tô phở mà mình ăn ở ngoài lề đường khác ha. Còn mình ăn ở sân bay hoặc là mình ăn ở Landmark 81 thì nó khác. Đó là tương tự như vậy, tiền nào của đó ha. Rồi, tiếp theo là nó sẽ nhẹ hơn 30 gram cũng đáng kể ha. Và nó sẽ có cái bạc đạn hơn nữa. Đó, dĩ nhiên cái bạc đạn hơn thì mình nó sẽ mượt hơn nha nè. Còn về so sánh về cái tiếng rắc nè. Tiếng rắc thì con này nó sẽ thanh hơn. Để mình đẩy cho mình so sánh thử cho anh em xem. Đây, con này thì mình nghe lách tách ha, còn con này thì nghe giòn 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 hơn nha nè. Đó,
đó, nó hơn được vậy ha, hơn đồ hoàn thiện nè, hơn nếu mà nói độ bền này kia thì nếu như mình có kinh nghiệm sử dụng nhiều đó thì con này mình đừng siết cứng rắc, siết vừa thôi. Nói chung mình độ hao mòn tùy theo khả năng của mình sử dụng nha anh em, giống như con xe máy đó, anh em cứ đem ra anh em đóng 120, 130 rồi này kia thì dĩ nhiên nó hư rồi. Rồi giải thích sơ vậy ha, nó có những cái điểm hơn rồi này kia cho nên là giá thành nó sẽ cao hơn nha anh em. Con này thì thanh lý giá là 3,7 triệu, còn con này thì 4,4 triệu, tiền nào của đó. Rồi quên nữa, về cái vấn đề mà cốt trợ lực đồ này kia nè, để mình mở, để mình lấy thông tin lại cho anh em coi. Đúng rồi, vấn đề cốt trợ lực thì những con này nó sẽ không có cái mà anh em hay gọi là cốt trợ lực ha. Rồi ở bên đây nó có một số chuyện vui mà mình muốn chia sẻ với anh em ha. Cái này là của những anh em khác gọi là họ chia sẻ, họ nhắn tin qua cho mình. Tại vì đợt trước á, những anh em đó theo dõi mình lâu, mình thấy mình có nói về cái vấn đề gọi là những cái nhận định sai về con máy ha. Đó là thứ nhất là ABS nè, trên máy câu nè. Thứ hai là về cái cốt trợ lực đồ này kia ha. Thì ảnh có gửi cho mình một cái bài viết ở trên một cái nền tảng khác ha. Đây, vấn đề cũng nói về cái tình trạng gọi là cốt trợ lực nha anh em. Sẽ đọc kỹ về cái này ha. Biết tại sao dân câu Việt Nam bị lừa không? Tại tham ít tiền mà muốn nhiều công nghệ nên thằng bán nó vẽ ra cho thích rồi mua. Đó, ở đây mình nghe nó cũng hơi nó cũng hơi đau đầu xíu nha anh em. Chẳng hạn như công nghệ cốt trợ lực từ những thằng lùa gà vẽ ra nè ha. Cục nhôm có chức năng như cái CB ngăn cách giữa spool và cốt này kia. Hôm bữa mình giải thích cho anh em là cái đó là nó kiểu như nó cố định cái spool lại nha anh em. Cố định spool ha. Và nó ở đây nè. Nếu mà cao cấp hơn thì nó sẽ gắn cái vòng bi để giảm độ rơ, độ ma sát ha. Spool khi quay quanh scope á. Thì đối với những con máy mắc tiền ha. Đây. Con này nó không có cốt trợ lực nhưng mà cái giá nó mắc hơn những cái con có cốt trợ lực đó nha này. Rồi. Đối với những con máy ở tầm cao hơn á nè, mình thấy giống như con Santiga đi ha. Nó có một cái vòng bi đây ha. Nó còn bi với lại cái cốt mà anh em hay nói là cốt trợ lực nó chỉ có một miếng lên tới đây thôi. Nó cũng không có cần thiết nó phải lên tới nhiều vậy ha. Để mà theo như mà cái nhìn nhận của mình nha anh em, mình cũng chưa biết đúng sai ha. Thì mình thấy cái phần đó là khi mà cái cốt nó chuyển động lên xuống vậy nè. Nó có một cái mặt đạn đây ha. Thì cái vị trí này nó tương đương với lại cái roller này nha anh em. Cái lúc mà cái cốt lên cao nhất á là khi mà cá lôi á, thì dĩ nhiên là hai cái bộ phận này nó sẽ chịu lực nhiều ha, nó sẽ hướng vào nhau nha anh em, nó lôi cái này ha. Thì cái chỗ này nè, thì dĩ nhiên là cái lúc mà cái cốt nó lên cao nhất á, là cái lúc mà yếu nhất của cái cốt nha anh em, lúc mà yếu nhất ha. Tại vì cái anh em có học lý đồ này kia đó, hồi xưa khi mà càng dài á, càng dài thì cái độ uốn cong của nó càng cao nha anh em, độ uốn cong càng cao ha. Đó thì cái lúc đó ha, nó có một cái mặt đạn ở đây để mà nó tăng cái độ mượt đó anh em. Nó xả nó gọi là nó trơn tru hơn thì nó sẽ không có bị chịu lực nhiều nha anh em. Nói chung mình nghĩ theo cái hướng suy nghĩ của mình vậy thôi ha. Còn mà nó dài quá đi. Cái vấn đề mà chịu lực ở ngay chỗ này thì ở trên nó có một cái nút này rồi nha anh em. Nút này ha, nó cố định vô ha. Cố định hai đầu như vậy thì cái vấn đề mà nó xoay nó chuyển quanh cái trục này thì nó sẽ mượt hơn. Đối với những cái con máy giống như cái anh em thấy có thấy cái thiết kế mà mình thấy nó hợp lý nhất là cái nó có một vòng bi ở dưới đây ha và một cái vòng bi ở trên nữa nha nè. Anh em tưởng tượng giống như hai cái bánh xe hai bên nè ha. Khi mà chuyển động á thì nó đã đủ mượt rồi nha em, nó không cần phải cố định ở khúc giữa này nữa ha. Nó làm cho con máy nặng thêm thôi. Đó, theo như cái hiểu biết và phân tích sâu của mình là như vậy nha anh em. Còn nếu mà nói về trợ lực đồ này kia thì cũng không đúng ha. Đúng với từ trợ lực đồ này kia thì nó phải liên quan tới cái độ nhẹ nè. Những cái chỗ mà chịu lực mà hồi nãy mình nói với anh em á, là thứ nhất là chân máy nè ha, nó chịu lực nè. Nè, cái roller nè, nó chịu lực nè. Rồi nếu mà nói về cái cốt này mà nó chịu lực thì cái phần mà chịu lực nhiều nhất là nó phải nằm ở đây chứ. Đúng không? Nó nằm ở cái phần dưới nè, anh em thấy cái phần này to nè. Nhiều khi cái phần này là ở trên nè ha, đối với những con máy nó không có cốt đó thì nó sẽ bị mài dẹp như vậy nha anh em, để mà nó giữ cái lá thép ở bên trong nè ha.
để tăng cái độ ma sát đó. Còn những cái mà có cốt trợ lực đi thì nó có thể là nó làm tròn đi ha, nhưng mà nó cũng có một cái đoạn mà nó đục lỗ nữa nha nè, nó đục lỗ để mà nó gài cái cốt trợ lực vô đó, nó sẽ có một cái chốt gài ngay chỗ này ha. Đó, cái này là mình phân tích cực kỳ sâu xa nha nè, nhưng mà cái đó là kinh nghiệm hiểu biết của mình ha, mình cũng chỉ là một thằng cựu bắp thôi, tìm hiểu mình siêng năng, mình đi tìm hiểu nhiều thôi chứ mình không phải có kinh nghiệm nhiều nha nè. Nếu mà có hữu ích thì anh em nghe, còn không có thì thôi ha. Đó, còn vấn đề ABS trên máy câu này kia thì trên con máy nó không có cái ABS nha anh em. Cái ABS đó là cái thiết kế spool để mà ra dây nó nhanh hơn đó. Ra dây nó mượt hơn, mình đánh được xa hơn. Nó vậy thôi. Còn liên quan tới vấn đề mà anh em giải thích đó là nó chỉ là cái hệ thống chống chản ngược ở bên trong nha anh em. Rồi, lâu lâu là những cái vấn đề đó anh em chia sẻ thì mình chia sẻ lên ha. Nó cũng có thêm những cái vấn đề khác nữa nha anh em. Đây, đây là mình tự nhiên mình nhớ ra ha, để mình mở lên cho anh em xem. Đây là những cái hình ảnh mà mình nhận được nha anh em về cái vấn đề gọi là lừa đảo nha. Cái này là của anh em gửi qua cho mình, anh em chụp màn hình gửi qua cho mình đó, chứ mình cũng không có thời gian mình theo dõi trên mạng nhiều nữa, mình cũng đi làm công việc chính mà. Lâu lâu mình có rảnh thời gian chút là mình ngồi mình quay video cho anh em thôi, chứ không có thời gian mà lướt trên mạng ha. Đây, vấn đề mà mua bán lừa đảo này ha. Đây, để mình mở cho anh em xem cái hình ảnh đó để mình lưu lại cái. Đây, ở trên những cái nền tảng khác ha, mình đang thấy là cái vấn đề mua bán mà lừa đảo này ha. Đây, con Stella đời mới ha, Stella 2019 mà cái giá bán này anh em thấy không, 3 triệu. Ở đâu ra có 3 triệu anh em? Mà cái người mà lừa đảo này cũng không có kiến thức gì luôn nha anh em, không có kiến thức về máy luôn ha. Con này mà để đây là Daiwa Stelna. Ôi giời ơi. Sai luôn ha. Đó, anh em đề phòng những cái trường hợp buôn bán ha, anh em có lướt thấy cái người bán như vậy ha, thấy mình thấy là còn nha anh em tránh cái tình trạng này ha, lừa đảo 100% nha, chứ không có trên đời này không có cái con giá đó nha anh em, đều là không có giá đó ha. Nó phải tầm hiện tại bây giờ nó phải tầm 12 13 nha anh em, không có giá 3 triệu đâu. Lừa đảo anh em thấy ham rồi kia kêu chuyển cọc đồ này kia thì anh em chuyển, thì lúc đó thì ấy ha. Bữa đó là cái bạn đó ha hỏi mình về cái con Santiga này nè nè, hỏi tại sao, ủa anh em thấy ở trên mạng nó bán cái con Santiga có 7 triệu rưỡi thôi, ủa mình nói Santiga 2020 mà 7 triệu rưỡi gì, nói mình cũng không tin luôn nha anh em. Đó, xong rồi gửi qua cho mình coi nè, thì mình dám chắc với anh em là 100% là lừa đảo ha. Đó, qua mấy người sau thì đăng những cái sản phẩm khác lên nè, em thấy không, Stella nè 5 triệu nè, rồi bên Spin Vixer mà đăng 1,3 triệu nè. Đó, còn Kankata Antares mà ghi là Daiwa nè có 1,5 triệu à, là thấy tầm bậy tầm bạ rồi. Ryobi Santiga nè, con Santiga 215 hay 10 gì nè mà để đây có 5 triệu à, mà ghi là Ryobi nữa là thấy là không có hiểu biết gì nha anh em. Đó, 100% là lừa đảo ha. Và cái này là mình có thể nhìn những cái này mình có thể đoán ra luôn ha, là những đứa trẻ trâu nha anh em, nhỏ tuổi ha, nó không có hiểu biết gì hết ha, lấy những cái hình ảnh lên để mà lừa đảo cọc điện thoại này kia đó, để mà chơi game đó. Đó là anh em tránh ha. Anh em không có thể không không mua mình cũng được ha, mình vẫn sẵn sàng hỗ trợ những anh em những cái vấn đề này, mình trao đổi những vấn đề đi câu như là bạn rồi này kia thôi, vẫn bình thường nha anh em, mình lúc nào cũng chào đón hết ha, chứ không nhất thiết là anh em phải mua đồ của mình ha. Anh em có thể hỏi những cái sản phẩm ở bên chỗ khác người ta bán vậy đó hợp lý chưa, mình cũng có thể hỗ trợ cho anh em coi luôn nha anh em. Đó, những anh em là mà làm mà bán rõ như vậy ha thì anh em nên mua, anh em nên, nên tìm hiểu nhiều lần đi, thậm chí mình luôn nha anh em tìm hiểu mình nhiều lần đi rồi anh em hãy mua. Đồng tiền mà mình làm ra nó cực khổ ha, 1 2 triệu mình biết là cũng không tới đâu, nhưng mà khi mình lừa đảo mình tức lắm nha anh em. Đó, những cái hình ảnh giống vậy ha, đây là mình nhận được ha. Anh em có thấy ở trên mạng thì anh em né ra ha, cũng có thể báo cáo lên để mà loại trừ những thành phần này vậy nè. Huyện Tân Thành, Tân Thành như Bà Rịa Vũng Tàu nè,
Còn cái cách dùng từ này thì thôi mình cũng không nói vùng miền nha nè, tùy người nha, có người tốt người xấu, nhưng mà cái này là 100% lừa đảo nha. Rồi hôm nay mình chỉ có nhiêu đó thôi nha anh em. Anh em đã theo dõi tới tới đây thì mình cảm ơn ha. Mình nhắc lại ha nha. Thông tin liên hệ của mình 0909419019, anh em gọi trực tiếp hoặc liên hệ mình qua Zalo nha anh em. Rồi mình cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi ha. Mình chào tất cả anh em nha.